Các bác ơi, em thử cái cấu hình cho tất cả các bác tham khảo để các bác nâng cấp dàn âm thanh. Ví dụ như đây là một bộ mic không dây có mã là BSVK7 và một con máy nâng tiếng XT1000 ở bên trong. Đầu tiên em sẽ giới thiệu cho tất cả các bác máy nâng tiếng, giá chỉ có hơn 1 triệu một tí xíu thôi. Đó là một sản phẩm của PS có mã là XT1000. Đầu tiên ta sẽ bật nguồn lên. Con này có mã XT1000. Khi ta bật nguồn lên thì nó sẽ có một cái màn hình LED như thế này này. Đấy. Và ở đây là mình đang sử dụng là AUX nha. Khi mình muốn chuyển chế độ có cái chữ input ở đây, mình nháy một phát, nháy phát nó sang cổng quang Optican, Bluetooth, USB. Và bình thường mình sẽ chạy là AUX đúng không ạ? Đấy, còn đâu các cái chế độ kia là để dùng mình nâng cấp. Ví dụ những con vang mà nó không có Bluetooth hay không có cổng quang thì mình nuôi thêm con nâng tiếng lên quá ok rồi. Còn bình thường tất cả nó sẽ về mo đây. Thì trước khi mình sẽ cho qua máy nâng tiếng, mình ấn hết các cái nút ngắn nút dài này vào. Đây, ấn hết cái nút ngắn nút dài này vào nhé. Đấy, thì nó sẽ cho qua máy nâng tiếng. Cho qua máy nâng tiếng rồi thì khi mình chỉnh kênh A 4 chiếc áp, kênh B 4 chiếc áp, là hai vế. Đây, mình chỉnh tất cả lên 12 giờ thì bát tép nó sẽ lên hết. Còn đâu khi mình chỉnh, mình có thể chỉnh qua cái vang rồi. Còn đâu khi mà anh em mà ngại, không muốn chỉnh qua vang thì mình có thể chỉnh qua cái bốn cái nút này. Đấy, mình tăng chép thì tăng ở nút ngoài cùng như này. Đấy, tăng bát thì tăng ở nút ở trên cùng như này và hai nút chung như này. Đấy. Thì bình thường mình nâng tiếng thì mình chỉ để 12 giờ thôi. Còn đâu ai muốn tăng giảm thì đến là tiện tay thì mình có thể tăng hai cái nút này. Còn đâu đây, hai chiếc áp này thì mình không cần phải tăng, mình để cố định cho em. Cố định một là chỉ 3 giờ như này, hai là hết cỡ. Đây là hai chiếc áp tổng của hai vế này. Còn hai chiếc này là hai chiếc áp của súp. Đây là tần số súp, đây là volume của súp. Đấy, to nhỏ của súp thì mình tặng vặn ở đây. Đấy. Mình cắt súp điện và súp hơi nha. Nếu như ta cắt súp hơi thì nó cắt hầu như hết tiếng nhạc rất là hay. Vì nó, cái cổng này nó sản xuất ra là chuyên để đánh trầm. Con này là nâng tiếng XT1000. Giá rẻ, bảo hành 2 năm và đủ mới 3 tháng. Anh em khi mua sản phẩm hãy liên hệ trực tiếp cho em. Nhận hàng được kiểm tra rồi mới phải thanh toán. Sản phẩm đi kèm sẽ có một cái quyển sách hướng dẫn như này này. Một cái dây nguồn này, còn ngoài ra là ca lông này này em tặng ngoài nhé, để kết nối với đẩy và vang. Còn tiếp đến là một bộ mic không dây có mã là VK7. Đây, nắp pin vào thì nó sẽ như thế này. Tem bảo hành của hãng. Và khi mình thành phẩm của một cái bộ mic nó BSVK7 tay màu xám xanh. Đeo cái tay mic nhìn nó rất là sang và xịn luôn. Khi mình lắp chống lăn và chống rơi vào đây. Dây 6 ly và đây, hai cái này là hai cái để mình bắt vào tủ máy nha, cái tai mic này. Cái tai mic. Có những bộ thì nó có kèm vào luôn nhưng có những bộ nó để rời. Đấy, đây là cái tai mic. Tại con này sẽ có gia tốc tự ngắt và mic này hát rất sáng, nhẹ. Đấy. Cùng là một bộ mic có rất nhiều các cái chất mic khác nhau nhá. Có thể là có chất mic bình dân, cao cấp, trung bình. Đấy, tùy theo túi tiền của anh em mình thôi. Vì đời VK này là đời hàng trung bình khá này. Đấy, ngày xưa nó ra một con loại rẻ hơn là VK6. Con này thì dùng rất là âm thanh ổn định và dùng rất hay luôn. Mic này từ đời đầu dùng rất sướng. VK7. Đấy, con này có chế độ tự ngắt. Mic này mic không dây. Mình cầm hát đúng như ca sĩ luôn. Đấy, còn đôi cái bộ này mình sẽ để ở tủ máy. Đây là hai cái anten của nó. Vừa nãy nó hơi vướng thì em vén ra thôi. Tùy theo bộ anh em mình để trong kệ thì có thể nó vướng thì có thể nó để hơi chếch như này. Đấy. Còn chỗ nào thoáng thì mình để dựng như này cho nó đẹp. Để nó khi cái anten này nó là rời nhá, về mình cài vào thì nó mới bắt sóng, nó mới xa được các bác nhá. Đấy, các bác có nhu cầu đến mic VK7 hoặc là máy nâng tiếng thì cứ liên hệ trực tiếp cho em Tùng để đặt hàng. Nhận hàng được kiểm tra thanh toán, sản phẩm hàng zin đúng như video, chất lượng như video. Và bảo hành lên tới 2 năm cơ. Anh em có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp cho em nhé.